Hello, xin chào tất cả quý anh chị em đã đến cửa hàng xe gắn máy dùng Củ Chi. Bên em chuyên mua bán trao đổi tất cả các loại xe gắn máy đã qua sử dụng nha anh em. Hiện tại thì thủ tục góp bên em cũng rất là đơn giản thôi. Anh em chỉ cần căn cước công dân có gắn chip đến cửa hàng của mình, mình sẽ lên hồ sơ cho anh em nha. Lưu ý giúp em thì không được nợ xấu nha anh em. Hiện tại giờ thì thủ tục góp thì cũng rất là khó luôn. Lưu ý giúp em là anh em không được nợ xấu nha. Nếu mà anh em hồ sơ tốt thì mình vay tiền mua xe, nếu đậu thì bên mình sẽ giao cờ vạt gốc cho anh em đi luôn nha, không giữ cờ vạt nha anh em, không giữ cờ vạt phô tô luôn. Thì số điện thoại quen thuộc thì 0903 79 666 994 hoặc là 0985 822 499 nha anh em, số Zalo luôn nha. Hồi tuần trước thì mình cũng chưa có quay tại vì mình trục trặc bên giấy tờ đất nên cuối tuần mình hay đi cuối tuần nên không có quay được cho anh em coi. Hôm nay về có mấy con giá mềm cho quý anh chị em mình luôn nha. Hôm nay về con quen pha lốc đen nha anh em, đời 2 lá 3 nha, zin toàn tập thôi, có rớt đầu nha, nồi chưa rớt nha anh em, giá thì có 10.800.000 thôi, có hai cánh bửng đầy đủ luôn nha anh em. Hôm nay về cũng mấy con giá mềm mềm nha anh em. Để mình quay qua một vòng ở bên CTA cho anh em coi luôn nha. Trước mặt của anh chị em đây là một con ly màu kem nha anh em. Xe biển Củ Chi 59Y350417 nha. Xe thì máy móc thì bao zin nha anh em. Máy móc bao zin cho quý anh chị em mình luôn. Xe đời 2010 nha anh em, đá chung nghiêng ba dây tắt máy nha. Xe nước sơn zin luôn nha, nước sơn zin luôn. Xe đẹp, máy êm bình đầy đủ nha. Giá thì 9.500.000 đồng. Đầu lai thì em sẽ bớt cho anh em là 500 nha. Còn 9 triệu chẵn nha. Xe này máy móc thì chưa rớt nha anh em, đầu chưa rớt nha, máy nguyên zin, nước sơn zin luôn. Nhanh tay chốt đơn nha anh em. Hai kính đầy đủ luôn nha. Hôm nay về con Vario cam nha anh em, màu trắng cam 125. Xe rất là đẹp luôn. Xe hiện tại nó lên ổ khóa xì mách cây nha anh em. Ổ khóa bếp ga. Hiện tại em có cầm có một tay nên đề máy không có được. Anh em nào thích dòng này thì inbox qua Zalo của mình. Qua số điện thoại là 0379 666 994, số Zalo luôn nha anh em. Còn anh em nào dư giả xe muốn trao đổi bên mình thì bên mình cũng có trao đổi và thu mua luôn nha. Một con Vario mang biển kiểm soát là 59Y341415. Xe này đời 2019 nha, 125. Giá thì bên em sẽ để con này là 28.800.000 đồng nha anh em. 28.800.000. Giá mềm luôn nha, xe này ngang ngửa bằng chiếc Vision nha anh em. Một con Vario 125. Hiện tại thì bên mình sẽ có một cặp AB nha anh em. AB bình xăng cơ nha. Con trong cùng là 54K10740. Xe máy êm bình đầy đủ luôn nha. Giá thì là 10.500.000 đồng nha anh em. 10.500.000 đồng. Con kế bên là một con cũng AB 125. Xin lỗi 110 nha. Bình xăng cơ 59Y302241 nha anh em. Hiện tại là phí này là chưa bao gồm phí sang tên đổi chủ nha anh em nào. Anh em nào muốn sang tên đổi chủ thì thêm phí ra giúp em nha anh em. Mang biển kiểm soát là 59Y302241. Xe máy im bình đầy đủ luôn nha. Giá thì bên em sẽ để con này là 10.500.000 đồng nha anh em. Có bớt chút lọc cho quý anh chị mình luôn nha. Xe này thì có sẽ gắn kiến đầy đủ cho anh em luôn. Anh em chỉ việc đến và mua thôi. Củ Chi, Hồ Chí Minh luôn nha. Tiếp theo là một con AB.
FI phun sơn điện tử nha. Xe này FI 2010 nha anh em, mâm 6 cây, mang biển kiểm soát là 559C09569 nha. Xe này đúng 2010 luôn. Máy zin nha anh em, zin toàn tập nha. Xe này nước sơn zin toàn tập luôn. AB 2010 màu trắng nha anh em. Hiện tại thì bên mình sẽ có trả góp nha anh em, không cần đưa trước nha, không cần đưa trước luôn, chỉ cần anh em mang căn cước công dân đến cửa hàng của mình sẽ lên hồ sơ nha. Yêu cầu là không được nợ xấu nha anh em, nợ xấu thì mình cũng bó tay thôi. Giá thì anh em sẽ để con này là 18.500.000 nha anh em, bớt chút lọc cho quý anh chị mình luôn nha, 18.500.000 đồng. Nếu anh em nào gần cửa hàng thì đến cửa hàng của em xem xe trực tiếp nha, còn anh em nào ở xa thì cọc cho em 1-2 triệu, mình sẽ giữ xe cho anh em luôn, mình sẽ giữ xe nha, khoảng 1-2 tuần anh em đến lấy. Còn anh em nào muốn ship xe thì cứ cọc và cho mình địa chỉ, mình ship xe cho anh em luôn, 18.500.000 đồng nha. Máy mình đầy đủ luôn, máy thì nguyên zin nha, đầu chưa rớt nha anh em. Tiếp theo là một con AB 125, xe này màu đỏ nha anh em, mang biển kiểm soát là 50Y159436, 125. Xe này bị Hóc Môn nha anh em, 125 bị Hóc Môn. Giá thì anh em sẽ đẩy con này là 32 triệu đồng nha, 32 triệu đồng. Máy móc thì nguyên zin nha anh em, máy móc nguyên zin nha. Xe rất là đẹp luôn, rất là sáng xe luôn, màu đỏ cực kỳ đẹp nha. Tiếp theo là một con AB biển Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, mang biển kiểm soát là 59Y364623, 64623, màu cam đen nha anh em, biển Củ Chi, ngay chủ bao ký cho anh em luôn. Xe này ngay chủ nha, anh em nào muốn ký thì bên mình sẽ ký ủy quyền hoặc là mua bán cho anh em luôn, 125. Máy móc thì nguyên zin nha anh em, máy móc nguyên zin luôn. Cái mình cầm có một tay biết đề được không nữa. Im luôn. Số điện thoại là 0379666994, số Zalo luôn nha anh em. Anh em nào thích thì cứ chụp màn hình bị xuất xe gửi qua cho mình nha. Phiên bản màu cam đen cực kỳ đẹp nha. Giá thì bên em sẽ để con này là 25.500.000 nha anh em. 25.500.000 đồng. Đời 2017 nha. Máy móc thì bao zin. Bên mình sẽ gắn cặp gương cho anh em đi luôn nha. Nên mình sẽ quay một dòng chi tiết nha anh em. Ở bên mình cũng còn Sachi Raider nha. Hiện tại mấy cái dòng này mình đang xả nha anh em. Mấy cái dòng này mình đang xả nha. Anh em nào thích thì cứ hãy liên hệ qua mình nha. Sachi Raider, Edwinner nè anh em. Bên mình cũng còn rất là nhiều nha. Trước mặt của anh chị em đây là một con Accenter 155 phiên bản màu trắng RC, trắng đỏ nha. 2021 biển Củ Chi, Phố Hồ Chí Minh, mang biển kiểm soát là 59Y368502, 59Y368502, đời lát 2021 nha. Xe thì máy móc thì bao zin nha anh em, máy móc thì bao zin nha. Anh em nào thích cái dòng 155 muốn về đi kiện hoặc mình đi phượt rất là ngon luôn nha. Đây cận cảnh một em nó cực kỳ đẹp luôn, máy móc thì bao zin. Xe mới đi có 9.200 nha anh em, đi mới 9.000 cây thôi, máy móc thì bao zin nha. Giá thì bên em sẽ để con này là 31.500.000 nha anh em, 31.500.000, giá cũng rất là mềm nha. Accenter 155 DVI nha anh em.
anh em nào thích mấy cái dòng này thì liên hệ giúp mình nha. 31.500.000 đồng, bị Củ Chi, Hồ Chí Minh nha. Anh em nào muốn sang tên thì thêm phí giúp em nha. Xe này có chứng minh chủ luôn. Tiếp theo là một con Accenter, Accenter GB nha. Một mang biển kiểm soát là 59S2959771 nha anh em. Xe này lên cặp cặp phụ chơi nha. Cặp phụ này cũng 2 triệu mấy 3 triệu anh em. Anh em nào thích mấy cái dòng này mua về đi kiển cũng rất là đẹp luôn. Đắt 2018 nha anh em. 2018 nha. Màu xanh GB cực kỳ đẹp luôn. Máy móc thì bao zin nha anh em, máy móc bao zin luôn. Xe không có gì điểm chê luôn nha. Dàn chân ốc tán xanh 7 màu luôn nha anh em, cực kỳ đẹp luôn. Giá thì năm sẽ đẩy con này là 24.800.000 đồng nha anh em. 24.800. Một con Accenter GB biển Bình Thạnh nha anh em. Màu xanh GB luôn. Trước mặt của anh chị em đây là một con Winner V1 nha. Xe này màu màu đen nhám nha anh em, kết hợp với màu màu đỏ nha. Xe cực kỳ đẹp luôn nha. Xe này ngay chủ bao ký cho anh em luôn. Biển biển số là mang biển kiểm soát là 64F1 32194 nha anh em. 32194. Xe thì máy móc thì bao zin nha. Xe ngay chủ bao ký cho anh em luôn. Anh em nào muốn công chứng ủy quyền hoặc là công chứng mua bán đều ok nha. Xe cái đèn trợ sáng luôn nha anh em. Anh em nào muốn câu đèn trợ sáng thì đây nha. Giá thì anh em sẽ để con này là 20.500.000 đồng nha anh em. 20.500. Giá mềm nha anh em. Có 20.500.000 đồng, ngay chủ bao ký cho anh em luôn. Phiên bản màu đen nhám nha. Một cần cảnh chi tiết cực kỳ đẹp luôn. Tiếp theo là một con Winner phiên bản màu cam nha anh em. Phiên bản màu cam Winner X nha. Đấy, màu cam Winner X. Hôm nay Củ Chi cũng rất là nóng luôn nha anh em, nắng rất là nóng luôn, mình quay có xíu mà đổ mồ hôi hộp luôn. Mang biển kiểm soát là 47E41309 nha anh em. Con này thì giá anh em sẽ để con này là 24.500 nha. 24.500.000 đồng, mình bớt cho anh em 500 nha, còn 24 triệu chẵn nha anh em. 24 triệu chẵn là anh em có chiếc Winner X này nha anh em. Xe màu cam đen nha, màu cam đen cực kỳ đẹp luôn. Một cận cảnh rất là đẹp nha, cận cảnh một con Winner X cực kỳ đẹp luôn. 24 triệu đồng, anh em nào thích ba màu này thì nhanh tay chốt đơn giúp mình nha. Hôm nay mình sẽ quay mấy cái dòng giá mềm cho anh em đi làm nha anh em. Trước mặt quý anh chị em đây là một con Wenfa phiên bản màu xanh ngọc nha anh em. Đời 2019, mang biển kiểm soát là 63B864733. Xe này thì máy móc thì nguyên zin nha, máy móc nguyên zin đời 2019. Đời 2019 nha, máy móc thì nguyên zin. Cho nên coi cái dàn lốc rất là sáng luôn, cực kỳ đẹp luôn nha. Bình điếu anh em, bình điếu hoặc xăng. Anh em nào thích dòng này hoặc là thích màu này thì cứ kết bạn Zalo với mình. Qua số Zalo là 0379666994 nha anh em. Anh em nhớ là chụp màn hình gửi qua giúp mình nha, chụp màn hình biển số xe gửi qua Zalo giúp mình nha. Giá thì anh em sẽ để con này là 13 triệu đồng nha anh em. 13 triệu đồng đời 2019 nha. Mấy cái dòng này đi làm rất là ngon luôn. Có 13 triệu đồng. Tiếp theo là một con Black nha anh em. Black màu trắng. Phiên bản màu trắng nha.
Mấy nay mình cũng có về xe nhiều lắm, mà về chiếc nào thì bán chiếc đó rồi, không có kịp để quay cho anh em luôn nha. À, mang biển kiểm soát là 59M225267, xe này đời 2018, biển Thành phố Hồ Chí Minh luôn nha. Có hai kính đầy đủ luôn nha anh em, một con black màu phiên bản màu trắng nha anh em, kết hợp với màu đen cực kỳ đẹp luôn, biển Thành phố Hồ Chí Minh. Xe này để giá mềm cho quý anh chị em là 10.800.000 đồng nha anh em, 10.800.000 đồng, cứ bớt chút lọc lá cho anh em ở sau luôn nha. Anh em nào hết thì cứ kỹ, cứ cọc cho mình 1-2 triệu mình sẽ ship xe cho anh em luôn, còn anh em nào ở gần thì cứ cọc xe mình sẽ để xe đó cho anh em luôn nha. À, khoảng tầm 1 tuần đến 2 tuần anh em lấy xe cũng được, cũng không sao. Xe thì máy móc thì nguyên zin nha, máy móc nguyên zin, đèn bình càng chức năng đầy đủ luôn, odo lên bình thường nha anh em, 10.800. Tiếp theo là một con full mang biển kiểm soát là 59I272251, xe này đời 2015, phun xăng điện tử Y rồi nha. Xe này có rất đầu cạo khói nha anh em, nhưng mà máy móc thì cực kỳ im nha. Xe này giá thì anh em sẽ để con này là 15.500.000 đồng, bớt anh em 500.000 đồng nha, bớt anh em 500.000 đồng, còn 15 triệu nha. Xe này anh em về lấy đi làm hoặc là chạy Grab cũng rất là ngon luôn nha, cái đầu cũng còn rất là sáng luôn. 15.500.000 đồng, bớt chút lọc lá cho anh em luôn nha, còn 15 triệu chẳng nha anh em. Một con full FI, full xăng điện tử nha, xe này đi không có hao xăng nhiều mà ngon nữa. Tiếp theo là một con full LED phiên bản màu màu đỏ nha anh em, đời 2019 nha, mang biển kiểm soát là 59S3 25710, 25710, một con full LED nha anh em, đời 2019. Xe thì máy móc thì bao zin nha, máy móc bao zin. Xe này đang đi cặp mâm mâm chữ Y nha, mình không biết mâm gì, với cặp phuộc nha, đi cặp phuộc đồ chơi này nha anh em. Xe phải nói là rất là còn là sạch sẽ luôn nha, sạch sẽ liền lạc luôn. Anh em mua về đi chạy Grab hoặc là chạy công nghệ rất là ngon nha, tại vì nó phun xăng điện tử FI, không có hao xăng nhiều, máy móc thì bao zin luôn. Xe này để giá mềm cho quý anh chị em là 24 triệu đồng, bớt anh em 500, còn là 23.500.000 đồng, 23.500.000 đồng nha anh em. Một con full 2019 FI phun xăng điện tử luôn nha, 23.500.000 đồng. Anh em nào nhanh tay thì chốt đơn giúp mình nha, cứ chốt cọc mình sẽ để đó cho anh em luôn. Tiếp theo là một con full đời 2007, xe này đời 2008 nha anh em, đây đời 2008 nha, mạc heo, cái tem heo xe vẫn còn nha. Xe này biển Củ Chi, Hồ Chí Minh, mang biển kiểm soát là 59I301875, xe này ngay chủ bao ký giấy, ngay chủ bao ký giấy cho anh em luôn. Anh em muốn công chứng ủy quyền hoặc là mua bán thì ok nha. Xe này có rất đầu cậu khói nha anh em, máy im mình đầy đủ luôn nha. Xe có rất đầu cậu khói, máy im mình đầy đủ. Xe mấy cái dòng này đời 2008 tới bây giờ thì nếu mà xe zin thì chạy cũng máy cũng rất là yếu lắm. Chủ trước cũng rớt đầu xây xếp bắp để cho nó mạnh thôi, không có gì đâu. Giá hiện em sẽ để con này là 20.500.000 đồng, ngay chủ bao ký nha anh em, 20.500.000 đồng nha anh em. Tiếp theo là một con Wanfa mang biển kiểm soát là 79N19604 nha, 19604. Xe này đầu có rớt nhưng mà nồi thì chưa rớt nha, nồi nó trả về ngay cọc cọc cũng rất là rõ luôn nha. Đây cận cảnh xem nó, xe máy dữ dằn lắm, xe không có gì để chơi luôn nha. Bô heo xe xuống đều nha anh em, cái xe này đồ nó xuống đều heo xe nhìn rất là đẹp luôn, không phải là cũ mà nó xuống đều heo xe nhìn rất là sáng xe luôn, rất là đẹp nha. Giá thì anh em sẽ để con này là 10.800.000 đồng nha anh em, 10.800.000 đồng. Bên mình có bửng đầy đủ luôn nha, nếu anh em nào mua xe này thì mình sẽ đưa là cặp bửng cho anh em luôn, giao là cặp bửng cho anh em luôn nha. Anh đợi em xíu nha, đây có khách vô coi xe, 10.800.000 đồng. Tiếp theo là một con Wanfa, xe này cũng có rất đầu cậu khó nha, xe máy móc rất là dữ luôn,
anh em nào thích mấy cái dòng này thì cứ liên hệ qua mình nha, cứ liên hệ qua Zalo, mình sẽ chụp xe và gửi chi tiết cho anh em xem luôn nha, phiên bản màu xanh nha anh em. Có sàn cũ đang hơi bập nha anh em, có sàn cũ nó hơi bập xíu nhưng mà máy nổ rất là im luôn. Bô đang nổ xịt 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 nè anh em. Giá thì bên em sẽ lấy con này là 13.500.000 đồng nha anh em, 13.500 nha anh em. Mấy cái dòng này giờ anh em mua về dọn rất là tiền, rất là nhiều nha. Mình mua mấy cái dòng này về mình chỉ đổ xăng hay nhớt đi thôi, còn anh em mua xe cũ xe nát giờ anh em dọn tiền không nha. Mấy cái dòng này bây giờ dọn là chục triệu là không có xi nhê gì nó hết, đồ rất là mắc luôn. Em qua nổ máy con quay màu đỏ cho anh em nghe luôn nha. Đề nha anh em, xe đề đàng hoàng nha. Nếu anh em muốn thích thì mình rút hồ sơ rồi nha. Xe này có chứng minh nhân chủ luôn. Xe này cái chú này đổi qua cửa hàng của mình nha. Đổi xe cửa hàng của mình có chứng minh nhân chủ luôn. Anh em nào muốn thì rút hồ sơ về đây. Máy nổ từ nãy giờ chưa tắt luôn nha anh em. Xe này không có la được gì hết nha anh em. Đây. Cam heo xe nè anh em. Đầm cặp đàn cày nè, cực kỳ đẹp luôn. Đời 2003 nha anh em, đời 2003. Chỉ có 10.800.000 nha anh em, 10.800.000 đồng. Tiếp theo là một con Super Rim. Xin lỗi là Rim Thái nha anh em. Một con Rim Thái mang biển kiểm soát là 52H3 5627. Xe này máy móc thì có làm này rồi nha. Máy móc có làm này rồi nhưng mà cực kỳ im nha anh em. Cực kỳ im luôn. Dàn chân rất là sáng xe nha. Mấy cái dòng này anh em mua về nếu anh em mua về chỉ có dọn lại thôi, dọn theo ý thích của mình nha. Dọn theo ý thích của mình cực kỳ đẹp nha anh em. Cái đầu cũng còn rất là sáng xe luôn. Giá thì anh em sẽ để con này là 16.500.000 đồng nha anh em, 16.500.000 đồng. Anh em nào thích thì liên hệ giúp mình nha. Tiếp theo là một con quay S nha anh em, một con quay S 110 mang biển kiểm soát là 63S46805. Xe này mình bán rẻ cho anh em mình đi làm luôn nha, 9.500.000 nha anh em, 9.500.000 đồng. Có bánh có hắn đĩa luôn nha anh em, có hắn đĩa luôn. Xe này đầu nồi chưa rớt nha anh em, xe này chưa rớt đầu nha. Nổ rất là xe nổ rất là im luôn nha. Mấy dòng này giá rẻ cho anh em đi làm nha. Thì bên mình có chuyên thu mua và trao đổi xe luôn nha. Anh em nào thích dòng nào thì cứ chụp màn hình gửi qua giúp em qua Zalo nha. Số điện thoại là 0379666994 nha anh em. Số Zalo luôn nha. Uống miếng nước á, khát nước quá. Cũng có khách đang coi xe. Máy này xe mình về cũng rất là nhiều luôn, mà về chiếc nào anh em coi YouTube hỏi xe thì về chiếc nào anh bán chiếc đó luôn, nên không có xe quay cho anh em xem nha. Máy này về xe giá rẻ cũng rất là nhiều luôn, mà về chiếc nào anh bán chiếc đó liền luôn. Một con Sachia mang biển kiểm soát là 59Y342665. Xe này ngay chủ bao ký giấy nha anh em, ngay chủ bao ký cho anh em luôn. Giá thì đây sẽ để con này là 33.000.000 đồng nha anh em, 33.000.000 đồng. Có bớt chút lọc lá luôn nha, con này mình đang giảm mạnh luôn nha. Anh em nào thích thì cứ lấy cái dòng này mình về mình đi. Xe này hiện tại mình đang giảm mạnh luôn nha. Xe này tương lai sẽ bán lỗ luôn nha anh em.
mấy cái dòng này bây giờ ít ai đi lắm, ít ai hỏi nữa, nên mình không có chịu mấy cái dòng này nhiều. Giờ anh em hỏi dòng xe giá rẻ cũng nhiều lắm. Tiếp theo là một con Vision nha anh em, Vision màu trắng, biển thành phố Hồ Chí Minh, 59C305727. Xe này 2019 nha. Xe này 2019. Giá anh em sẽ để con này là 25.800.000 nha anh em. 25.800.000 đồng. Anh em nào thích thì có thể liên hệ với mình nha, qua số Zalo nha anh em. Bên mình có dòng Vision màu đỏ nha anh em, màu xanh dương và màu đen nhám nha. Con này đen nhám bên mình đang Vision đen nhám có 24.800 nha anh em. Ngay chủ bao ký giấy cho anh em luôn, biển quận 3 nha, 59F194827 nha anh em, phiên bản màu đen nhám. Phiên bản màu đen nhám cực kỳ đẹp nha anh em. Ngay chủ bao ký giấy cho anh em luôn. Anh em nào hết thì muốn công chứng ủy quyền hoặc là mua bán, và anh em muốn rút hồ sơ thì mình thêm phí giúp em nha. Xe còn rất là đẹp luôn. Mình dùng ẹt nha anh em. Anh em thích video này thì cứ bấm đăng ký kênh giúp em nha. Một tuần mình sẽ quay 2 lần. Có video mới thì nó sẽ thông báo cho anh em luôn. Anh em mà đăng ký kênh giúp mình nha.